Xin chào các mẹ. Khi mang bầu thì nếu mẹ bị mẩn ngứa khắp người thì có thể thử cách sau nhé, hoàn toàn không có hại gì đâu ạ. Đó là tắm bằng nước ấm pha với muối mỗi ngày. Mẹ nêm nhạt hơn nước canh ăn một chút, mặn quá thì sẽ không có tác dụng. Đơn giản vậy thôi ạ. Mẹ có thể thử luôn vào buổi đi tắm ngày hôm nay nhé.